bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double my. Don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing, I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Mọi người, mình là Thi Thỏ. Để chào mọi người quay với lại kênh của anh Minh Baker. Thì hôm nay mọi người thấy Thi đang ngồi trên chiếc xe BR màu đen, hợp với đồng đội Thi mặc ha. Nhưng mà nó không phải xe của Thi, đó là xe của Khánh. Khánh cướp bò, hôm nay nó chuyển sang màu đen cướp bò rồi đó mọi người. Thì Khánh vừa đi Đà Lạt về, thì hôm nay Khánh sẽ vừa review nè, vừa cảm nhận về chiếc xe này, Khánh chạy nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mời Khánh qua đây review cho mọi người nghe nha. Hello bạn, mình là Khánh đây. Khánh cướp bò, quên chữ cướp bò rồi. Để bạn, mình vừa mới đi Đà Lạt về. Thì mình cũng mới lấy con xe này tầm khoảng cách đây khoảng gần 3 tuần. Thì mình lấy thì cũng khoảng 200 mấy triệu thôi, cũng không mắc. Thì mình mới đi Đà Lạt, thì hôm nay mình sẽ trực tiếp review xe này để cảm nhận và cái những cái mình từng trải qua chiếc xe này ở trong chuyến tour vừa rồi. Anh Khánh, thì con xe này là xe BR gì á anh? Con này là xe BR 600GG. 600GG. À 600RR. Con này sản xuất từ năm 2009 tới giờ rồi. Thì cũng khoảng 10 năm rồi. Nhưng nó cũng được 10 tuổi. À, xe này được 10 tuổi rồi. Rồi. Xe này phân khối của nó là bao nhiêu anh? Thì con này nếu gọi người ta hay gọi thì nó là 600cc. Ừ. Còn nếu đúng là 599. À 599 thôi. À, đúng rồi. Ồ. Anh lên màu đen này đẹp hết. Tại vì anh có đầu óc mà em. À anh có đầu óc hả? Mọi người có thấy không? Từ chiếc màu xanh cướp bò thì hôm nay thành màu đen cướp bò rồi mọi người. Thấy khá là hợp lý nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ chi tiết vô xe hơn nha. Thì bây giờ anh sẽ giới thiệu cho hỏi về cái phần đầu xe ha. Thì cái phần đầu xe này á thì được sử dụng hai đèn đơn dẫn dài bóng neon đèn vàng các bạn, và hút gió trung tâm giống như của G6 hay là BMW các kiểu. Nói về phần dưới này á thì xe được trang bị lớp trước là size 120 mâm 3 cây, đĩa kép không có ABS nha các bạn, và hai lần từ 2009 thì vẫn chưa có ABS, và nó được trang bị thêm upside down màu đen để phù hợp cho cái tông sườn và màu xe. Cái upside down này có đường kính là 41mm. Em thấy đầu đèn nó đối xứng đẹp ha. Đúng rồi. Em nó thấy xứng. Nó hơi giống R6 đúng không? Đúng rồi, nó có mũi nhọn giống R6. Hai mắt đèn này á, thì bạn nhìn nó để ý nó sẽ giống G15. Nhìn không kỹ nó sẽ giống G15 lắm. R15 độ đó mọi người. R15 độ qua đi. Ồ, anh Khánh, cái bình xăng này á, nó chứa được bao nhiêu lít? Với lại cái độ tiêu hao của mình chạy xe này á, thì nó như thế nào? Đối với con xe R600 này á, thì mức bình xăng nó chứa được khoảng 17-18 lít. Mức tiêu hao thì khoảng 20-25 cây cho 1 lít. Đối với 600 mà 4 máy á, thì đối với anh thì mức tiêu thụ đó là ok, hợp lý, khá lý tưởng. Khá lý tưởng. Ồ, ra vậy. Dạ phải. Còn về cái phần ghi đông này á, thì nói thở luôn á, nó là đã bọt và thừng bọt rồi. Có nghĩa là ngồi chồm hết lên phía trước luôn. Đúng rồi, nó đã sport rồi. Nó chỉ không thừng như là G6 thôi. G6 ví dụ như hạ xuống nó là super sport. Nói gì thở luôn. Một cái nữa là về phần đồng hồ. Phần đồng hồ này á là do đời cũ nên nó vẫn còn là cái đèn vàng. Thông số thì cũng đầy đủ. Thì có xăng, vòng tua, km/h, odo,
mà nó riêng á, đặc biệt là những đoạn con 600 này nha, nó không có báo số. Không có báo số. Đúng rồi. Trên này nó không có báo số. Anh camera sát vô đây, sát vô lại lần nữa, zoom lại. Xăng đầy bình mà ơi. Thấy không, xăng đầy bình, tí xách xe chạy thôi. Ủa anh, cái con này á, Mazda nó là nhiêu? Mazda 92 anh chưa chạy, anh thấy nước ngoài chạy được khoảng 184-186. Có những người chạy trung bình khoảng 206. Xin lỗi bạn. 200-284-186, có người chạy 206. Rất là nhiều. Thì bản thân anh chưa trải nghiệm Mazda con này nên cũng chưa rõ lắm. Anh, em hỏi cái này nữa, có cái phần này á, thì cái nào làm anh thích và cái nào làm anh không thích? Cái phần thích đó thì nó nằm ở cái phần sườn. Cái phần sườn này cho mình cho cua khá là ok. Cái phần gấp nó giống như là những cái đời lớn, giống như là 1000 đó, đời gấp. Còn cái phần anh không thích đó là do cái ốp này. Sao vậy anh? Tại vì á, khi mà mình hoạt động á, cái máy nó sẽ rất là nóng. Nó muốn cái phần ốp này nó phóng ra để cho cái gió nó luồn vô, nó mát máy hơn. Tại những con CBG á, từ những cái đời mà trước 2009 á, 2008, 2007 đồ nó sẽ không có. Mà 2009 thì sao thì bắt đầu nó có cái phần ốp này. Cái phần ốp này nó khá là nóng. Nên khi mình di chuyển thành phố á, cái nhiệt giống như đó nó giữ trong đây các bạn. Chứ nó tỏ ra rất là nóng. Vậy cái này là phải bận quần dài chứ, bận quần ngắn là không cần đi quách lông. Đúng rồi, tự chuỗi lông tự chuỗi luôn các bạn. Triệt lông là hay chạy xe này. Để nói biết cái lớp này á, là cái lớp 190 do anh xe trang bị đúng không ha? 190. Zin luôn anh? Zin nó là 180 nhưng anh đổi nó lên là 190 cho nó gần một tí. Còn cái phần đĩa sau này á là 42 găng, đĩa trước 16 găng. Còn mâm thì vẫn là mâm 3 cây như mâm trước do thiết kế của hãng. Đến CBG 1000 á, cái những đời 2010 đồ nó vẫn là mâm 3 cây nha các bạn. Và riêng đặc biệt á, cái dòng CBG 600 này là dòng vô đúc đích. Vô từ này đúc đích luôn, giống như là của G1 mắc cú. Nó đúc đích lên đây. Nên nhiều khi á, các bạn cái dàn hơi nó ra nó sẽ nó không có lớn lắm, lớn bằng với những con 1000 hay là một con 600 gần như G6. Thì nó hơi nhỏ, nó hơi chậm, nhưng mà để em đợi á, cái lực nó rất là bốc, xe nó rất là nhạy bốc. Cái này thì khỏi tốn tiền làm gì nữa, nó đúc sẵn rồi nè. Thì bình thường em thấy cái biển số là phải làm đúc ra đúc vô, giống như con CBR cũ của anh á, còn cái này nó đúc sẵn rồi. Cái zin của nó vẫn là có một cái bát ở nằm ở đây, đôi biển số nằm ra ngoài như bình thường. Cái này do anh đã làm lại rồi, cho đúc xuống đây. Cái này không có đúc ra đúc vô nữa mọi người ơi, mà chỉ đúc vô thôi, không ra. Đúc vô thôi. Cái yên này thì nó cao bao nhiêu hả anh? Cái yên xe thì cao là 820mm. Thì đối với khoảng 1m, 1m7 á, thì ngồi ok nha các bạn. Nhưng mà cái phần chống chân da xe thì hơi khó, nó hơi nặng. Em 1m7 nè, em lên thử nha. Em vào thử đi. Ngón mọi người ơi. Nó khá là cao nha các bạn, khá là cao. Nên cái phần khi mà mình da xe á, hay là xuống dốc á, thì nó sẽ hỏng chân, nó khá là khó. Không biết người ngồi sau như thế nào, anh leo lên thử cho em coi coi. Từ từ, khoan khoan, để em ga lăng. Ga lăng nha. Vô đẹp không mọi người, đẹp không? Vô thế anh ha. Rồi, xong rồi. Đi xuống. Thì sau chuyến tour Đà Lạt vừa rồi á, thì mình có một vài chia sẻ với bạn như thế này về con CBR 600 này. Thì cái đầu tiên mình không hài lòng của nó là nó không có ABS. Và cái thứ hai là nó không có số. Không có ABS, khi mà mình thử cái đường trời mưa á bạn, nó cảm giác nó khi mình đạp thắng thì nó khá là trơn. Nó khá là lắc. Thì có ABS bạn đạp nó sẽ an toàn hơn, mình nghĩ là ABS sẽ an toàn hơn. Và cái phần số thứ hai là khi bạn vào cua thì các bạn sẽ xuống số để mà cho giảm tốc xe và để bạn vào cua. Thì nhằm khi á, các bạn sẽ quên là mình đang ở số mấy. Thì đối với mình á, khi mình chạy đèo Đà Lạt á, thì trong đầu mình lúc nào cũng là số trơn. Ví dụ mình vô số 1, trong đầu mình lúc nào cũng 1111, rồi sang 2222 để mình nhớ cái số, để mình lên xuống số hợp lý để mình vào cua. Thì nó cũng nó khá bất tiện là ở đó, nhưng mà mình vô cua thì vẫn còn ok. Bạn thấy á, nên mình vô cũng gần hết vỏ xe, chỉ là tại mình không có mang giáp thôi. Chứ một phần nữa là mình cảm thấy con này nó khá nhẹ các bạn. Cái phần xe nó khá là nhẹ. Khi mà vô cua mình không biết cảm nhận mình sao, mà vô cua mình cảm nhận á, giống như cái quán tính của xe, nó đẩy cái đuôi xe đi vô cua, nó đẩy xe đi khá là nhanh các bạn. Nó hơi khó. Với một phần là mình cũng chưa thần của xe này.
À, thì giờ lại cái phần mình thích nha các bạn. Cái phần mình thích cái con này á là do cái kiểu dáng. Với một phần giống như là mình thích CBR các bạn. Với một cái nữa là cái máy nó rất là mượt. Rất là mượt nha các bạn. Bạn kéo lên nó ngọt ngào. Mình không thể diễn tả được cái độ ngọt của nó như thế nào, nhưng mà nó làm cho mình rất phấn thích và mình thích đến vô cùng luôn. Rồi một thêm một cái nữa, cái yên này mình khá là không hài lòng, tại vì nó xa quá các bạn, nó xa người ngồi quá. Các bạn ngồi, các bạn ngồi ở đây, người sau ngồi ở đây thì không thể nào, khó, rất khó để mà dựa vào lưng các bạn và chống tay khá là mỏi. Phần còn lại thì mình thích, không biết nói sao nữa, nhưng mà thích hết toàn bộ xe này luôn, không còn gì để nói những cái thích lẻ tẻ nữa các bạn, thích toàn bộ. Và mình có một cái phần này để nói bạn là tại sao mình lại chọn con CG600 này chứ mà không phải là G6 trong cái dòng phân khúc 600. Thì lúc mình mua, mình có đang tìm giữa CVG600 và G6 luôn. Nhưng mà vô tình mình đi một cái tour ngắn ở Bình Phước, thì mình được trải nghiệm giữa CVG và G6. Mình cảm giác như là G6 nó rất là mạnh. Cảm giác sau khi bạn chạy qua dòng tour 5.000 đến 6.000 á, thì cái máy nó rất là bốc, nó đâm như tên các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng tên bắn như sao thì chiếc xe nó đâm y chang như vậy. Và một phần nữa mình được trải nghiệm CVG, thì mình cái cảm giác máy của nó quá là mượt, nên mình thích từ đó luôn. Nó nên mình về là mình chọn ngay CBR600, mình lấy liền. Mình không còn vấn suy nghĩ. Mặc dù G6 đẹp hơn nhưng mà mình vẫn thích cái độ mượt mà của cái máy nó. Nó cảm giác cho mình rất là an toàn và mình tê các bạn, phấn khích. Thì mình đã chia sẻ toàn bộ những cái mình trải nghiệm với xe này sau khi mình lấy xe. Thì các bạn nhớ like, subscribe kênh của mình Baker và Facebook mình là Khánh Lê nha các bạn. Nhớ nha, Facebook mình là Khánh Lê. Facebook mình là Thi Thỏ. Facebook mình là Thi Thỏ. Facebook mình Khánh Lê các bạn. Facebook mình là Thi Thỏ nha mọi người. Mình Khánh Lê. Mít cho là cảm nhận chứ. Thích quá mọi người ơi. Thích quá à. Cảm nhận luôn. Bây giờ thì làm sao để có Thi có một chiếc này bây giờ. Thì Thi sẽ ráng dụ dỗ anh Khánh là anh ôm nay anh uống trà sữa không, cho em mượn xe em chạy nha. Hôm nay anh ăn về cho em mượn xe em chạy nha. Trời nói chung là thích lắm mọi người ơi. Em lắm. Thi cũng được trải nghiệm con R6 rồi. Nó ngồi không có thích như vậy. Thì con CBR600 này ngồi cực kỳ thích. Nó không có mỏi nè. Chạy nó êm nè, nó không có bị giật. Xe R6 chạy giật lắm. Chạy mà chậm nó giật y như cửa ngựa vậy đó mọi người. Rồi thì đó là cảm nhận của Thi và con R6 này. Các bạn nào có cảm nhận như thế nào đó thì cứ bình luận vào trong cái bài của video này của anh Minh nha.
thì nhân dịp này thì cũng chia sẻ với mọi người là mọi người có hay bảo là mượn xe để chạy sống ảo này nọ, nhưng mà thực ra là không phải, tại vì kênh Quang Minh Baker là vừa review xe nè, tụi mình vừa làm giải trí luôn, cho nên là mình muốn đem nhiều cái mới lạ đến cho mọi người và review nhiều, thiệt là nhiều xe. Chứ có một con xe quay tới quay lui hoài thì mọi người cũng sẽ bảo là có mỗi con xe mà quay hoài, thì tụi mình đã ráng gọi là sự gọi là gì ta, đem nhiều cái mới lạ đến cho mọi người, cũng như là trải nghiệm để cho mọi người biết là xe này như thế nào, để mọi người ví dụ như có ý định mua thì cũng thấy rồi suy nghĩ về vấn đề để mình mua xe. Nói chung là mỗi người mỗi ý mà, chín người mỗi ý thì tụi mình cũng không thể nào mà làm vừa lòng hết mọi người được, cho nên là mình chỉ muốn gửi đôi lời tâm sự của mình đến cho mọi người nghe là như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh Minh lúc từ bắt đầu kênh cho tới bây giờ. Cảm ơn mọi người nhiều nha.